Chuẩn bị một tờ giấy A4 loại dày, một hũ mực tàu hoặc là màu nước đen, một chai hồ dán hoặc là keo sữa và không thể thiếu đó chính là khăn giấy. Mình sẽ xé khăn giấy ra hình các quả núi, quẹt keo lên giấy và nịnh nó lên. Cứ thế mình sẽ xác định vị trí cho các quả núi đá và dán khăn giấy lên ha. Sau đó mình sẽ dùng một cây cọ thấm nước và chấm vào màu, tiến hành chấm đậm ở phần viền cạnh của các quả núi và nhạt dần vào phía bên trong. Như vậy thì cái núi của mình nó sẽ nổi bật lên ha. Lúc này khăn giấy thấm màu và nước thì nó sẽ tạo ra các nếp gấp giống như là núi đá ở ngoài đó mọi người. Trong quá trình vẽ có thể bổ sung thêm cho tranh đầy đặn. Xong rồi thì mình sẽ tạo bóng của các quả núi bên dưới mặt nước, thêm thắt chi tiết và các mỏm đá nhỏ, vẽ thêm gợn sóng lăn tăn nữa, cuộn một ít mây ở trên trời và phóng sinh thêm vài chú chim nữa là xong tranh rồi. Chúc mọi người thành công hen.